Tôi là anh Tuấn. Các bạn đang đến với bài hát đầu tiên. Và người bạn thân của tôi, Hoàng Hương Trang. Thưa quý vị, chương trình bài hát đầu tiên được phát sóng trên kênh VTV3 vào mỗi 20:30 tối thứ hai hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Thưa quý vị, sân khấu của bài hát đầu tiên là một sân khấu dành riêng cho một thần tượng. Họ là những người đã tạo ra những làn sóng mới khoảng hơn 20 năm trước cho đến tận ngày nay. Quý vị không chỉ được chứng kiến, được xem lại những bản hit đình đám của mỗi nghệ sĩ, quý vị còn được giao lưu và nghe họ chia sẻ những bí mật lần đầu tiên bật mí, cũng như là được chứng kiến những màn kết hợp có 102 giữa thần tượng với thần tượng, giữa thần tượng với khách mời và đặc biệt là giữa thần tượng với fan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để bắt đầu một chương trình với rất nhiều những điều thú vị cùng khách mời. Trong những cái số gần đây của bài hát đầu tiên thì Hương Giang rất là may mắn khi mà được làm việc, được gặp gỡ những anh chị nghệ sĩ, những cái người mà có thâm niên hoạt động rất là nhiều năm. Có những người thì đến ngày hôm nay vẫn là rực rỡ, có những người thì họ đã nghỉ ngơi, sau đó lại quay trở lại bùng nổ hơn. Nhưng mà cũng có những người, thưa quý vị, họ đã quyết định rằng là sẽ dành thời gian để cho gia đình này, cho những công việc khác, mức độ mà họ đã 5 năm rồi, đã quyết định là không còn trở lại với con đường ca hát nữa. Nhưng khi nhận lời chương trình bài hát đầu tiên thì anh ấy đã quyết định sẽ quay trở lại sân khấu, sẽ lại hát, bởi vì sẽ lại tiếp tục cống hiến cho khán giả của mình. Và vì thế hôm nay các bạn khán giả chính là những người may mắn nhất. Chúng ta hãy cùng thử đoán xem nhân vật chính trong bài hát đầu tiên ngày hôm nay là ai? Doanh thu không có, không có tiền để nuôi sống bản thân. Thì gia đình mới kêu thôi về quê đi kiếm cái gì sinh sống, chứ không lẽ đi hát hò kêu đó. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt nước mắt chứa chẳng trong lòng. Trời ơi, ta thấy nghệ sĩ người ta đẹp trai, cao to, trắng trẻo, mặt trời đất ôm nhôm nhách xấu quắc làm ca sĩ. Không tin. Bài hát em gửi cho anh Lý Hải và bên Lý Hải hát thì có bài nào mà anh Lý Hải không hát không? Dạ như có. Nhưng mà Trang Dây Trắng là bài hát làm nên cái tên tuổi của anh Phạm Trường mà. Chào anh Tú, chị Hương Giang cũng như là anh Lý Hải. Là đốt con gái miền Tây thì bạn ơi khổ phải sửa. Về Bến Tre mà xem nụ cười thôi là ngã ngửa. Có giống như là cô Thấm con bắt mặt ở đầu. Rất hiếm khi ủng hộ anh Hải, Hải không biết làm sao nữa. Đừng mong nữa, tình xưa đã tan theo mây trời. Đừng thương tiếc, tình này chết. Người ơi hãy quên duyên ban đầu. Tình đã lỡ lần,
mộng xưa đã vỡ tan. Còn đâu nữa những phút bơ ngơ, tay cầm tay với ánh mắt đắm đuối, vì đâu cách biệt, vì ai phải chia lìa, vì em đã có ước muốn khác, hay vì anh đã biết điên rồi cha. Hãy quên tình yêu đôi ta xem như trò chơi đã hết rồi. Đường ai nấy bước đi thôi, tháng năm dần xóa mờ, chìm trong lãng quên bao ân tình xưa. Tình này đã hết, quên nhau đi. Người yêu ơi, đừng mong nữa, tình chưa đã tan theo mây trời. Đừng thương tiếc, tình này chết. Người ơi hãy quên duyên ban đầu. Tình đã lỡ làng, mộng xưa đã vỡ tan. Còn đâu nữa những phút bơ ngơ, tay cầm tay với ánh mắt đắm đuối, vì đâu cách biệt, vì ai phải chia lìa, vì em đã có ước muốn khác, hay vì anh đã biết đi rồi cha. Hãy quên tình yêu đó ta xem như trò chơi đã hết rồi. Đường ai nấy bước đi thôi, tháng năm dần xóa mờ, chìm trong lãng quên bao ân tình xưa. Tình này đã hết, quên nhau đi. Người yêu ơi, đừng mong nữa, tình xưa đã tan theo mây trời. Đừng thương tiếc, tình này chết. Người ơi hãy quên duyên ban đầu. Người yêu ơi, đừng mong nữa, tình xưa đã tan theo mây trời. Đừng thương tiếc, tình này chết. Người ơi hãy quên duyên ban đầu. Người yêu ơi, đừng mong nữa, tình xưa đã tan theo mây trời. Đừng thương tiếc, tình này chết. Người ơi hãy quên chuyện ban đầu. Người yêu ơi. Xin cảm ơn anh Lý Hải ạ. Xin cảm ơn Vũ Đoàn. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn anh. Anh đợi em một chút, em xuống em lấy áo cho anh. À không, tặng luôn à. Anh tặng luôn khán giả. Vâng, anh có chắc không ạ? Đây là khán giả may mắn nhất hôm nay, được tặng ngay món quà đầu tiên. Anh chắc rồi đúng không ạ? Thế thôi thì em mời anh về đây. Chúc mừng em nhé. Chúc mừng vị khán giả rất may mắn đó. Anh Hải ơi, em phải nói thật, chưa bao giờ em biết có một nghệ sĩ nào mà tặng luôn món quà đầu tiên đấy cho khán giả. Mà trong cả chương trình mà khán giả mà đòi thì không biết đến cuối chương trình thì anh còn cái gì để mặc nữa. Ờ trời chứ, hồi xưa mà hát cái kiểu đó chắc mình nghèo quá. Một đêm có thể chạy 5-10 điểm và 5-10 cái áo, chắc không có đủ tiền lương mà để may áo tặng khán giả. Khi nào mà có chương trình nào mà đặc biệt á thì mình sẽ tặng áo. Hoặc là ở một nơi nào đó mình gặp một khán giả nào mà mình nhìn mình có cái cảm xúc, có cảm tình với mình, hoặc là họ hâm mộ quá mức, họ xin cái áo thì tặng. Dạ, cảm ơn anh. Đến với chương trình bé đầu tiên thì em mong rằng anh ký tặng cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng xem chữ ký của anh Lý Hải như thế nào. Ok. Ký cái này là mỗi một phần trình diễn hôm nay là tôi cam kết sẽ tặng một chiếc áo đó anh. Tôi nhìn chữ ký như là rồng bay phượng múa này ạ. Như là Giang nói á, mỗi một cái chương trình biểu diễn là Lý Hải phải tặng cái áo. Dạ đúng rồi. Là may mắn á, ví dụ như mà mình ký cái kiểu này á, may mốt ai điền vô Lý Hải nợ tôi 10 tỷ là còn chết nữa. Bây giờ chỉ có là ai mà yêu cầu anh Hải hát thật nhiều mà xong anh ký như thế này thì lúc đấy mới là nguy hiểm. Không, nhưng mà trong cái thời gian mà lúc mà mình còn đứng trên sân khấu á, nếu như mà mình đi hát mà không có người đến xin chữ ký, đó là một cái nỗi buồn. Đó, mặc dù mà nhiều lúc khi mà bước xuống sân khấu, áo quần tóc tai tao nó ướt nhem rũ rượi hết, nhưng mà mọi người chạy đến ôm rồi xin chữ ký, xin chụp hình là sẵn sàng bằng mọi giá là phải ký cho hết. Thế thì với bài hát vừa rồi,
Thời đó khi anh biểu diễn thì có được xin nhiều chữ ký không ạ? Rất là nhiều. Có khi ký mỏi tay á. Ký mỏi tay? Đúng. À, và đó có phải là bài hát đầu tiên của anh ra công chúng không? À, thật sự thì cái ca khúc này không phải là bài hát đầu tiên mà Lê Hải thể hiện trên công chúng. Đây là bài hát đầu tiên mà Lê Hải được lên TV. À, lên truyền hình. Dạ. Lên truyền hình. À, còn... còn thật sự bài hát đầu tiên là bài hát Ô Mama. À, đời nếu vui, yêu vui là bao. Còn nếu không đời buồn ra sao. Anh luôn mong em cho anh tiếng yêu khi nào. Anh yêu em nhưng anh đâu biết chẳng cớ sao. Dạ. Đó là bài hát đầu tiên. À, em có một thắc mắc rất lớn. Ngay từ đầu thì Hương Giang cũng đã giới thiệu với tất cả các bạn khán giả rồi. Anh đã dừng 5 năm và hôm nay phải là rất đặc biệt thì anh mới đồng ý để quay trở lại với bài hát đầu tiên đúng không ạ? Chắc có lẽ đây là một cái duyên rất là lớn của chương trình dành cho Lê Hải. À, bởi vì sau khi mà Gác Miss không đi hát nữa vào cuối năm 2015 thì Lê Hải chuyển sang thực hiện cái series phim Lật Mặt của mình á, thì Lê Hải đã không nhận một show nào hết. 5 năm thì Lê Hải không có cầm Miss để hát. Bởi vậy khi mà hát nó không như ý muốn, bởi vì hãy nghĩ giống như một cầu thủ mà 5 năm trời không ra sân cỏ chạy là túm giò ra cái chắc. Giống như Lê Hải vậy, không hát thì bây giờ cái giọng của mình nó không có uyển chuyển được như hồi xưa được. Nếu mà mình đi hát lại chắc phải luyện 3 tháng nữa. Em không nghĩ khán giả nghĩ như vậy. Khán giả thấy anh Lý Hải hát bài mở đầu như thế nào ạ? Nhưng mà cái lý do chính mà anh Hải không có quay lại sân khấu nữa là bởi vì là mình tập trung hoàn toàn thời gian cho điện ảnh, cho phim, hay là mình có một cái lý do gì ẩn sâu trong đấy? Lê Hải nghĩ là mình không thể làm mà nhiều một cái việc mà là việc nào việc đó nó cũng tương đối là rất là nặng. Dạ. Đặc biệt là một cái lĩnh vực điện ảnh nó lại khá mới với Lê Hải. Cộng thêm nữa là khi mà 2015 đổ đi là Lê Hải đã có mấy bé rồi. Sau bao nhiêu năm lăn lộn từ Nam chí Bắc cho tới ra tới nước ngoài, xách vali lên đường đi diễn suốt, thì bây giờ mình cảm thấy là mình nên nghỉ ngơi và dành thời gian nhiều cho gia đình hơn nữa. À, anh vừa nhắc đến câu chuyện là anh làm phim, thì em mới nhớ hình như ngày xưa anh học ở trường sân khấu điện ảnh đúng không? Hồi năm 86 là Lê Hải được lọt vào học ở trường nghệ thuật sân khấu 2, bây giờ đổi tên là trường sân khấu điện ảnh. Thì sau năm 90 mới ra trường. Và lúc đó anh học chuyên ngành gì ạ? Diễn viên, đạo diễn hay biên kịch? Chuyên về diễn viên. Nhưng mà cũng may là hồi đó Lê Hải rất là tham vọng. Ở trong trường dạy bất cứ cái môn nào là mình phải tranh thủ mình học hết. Ở trong đó vẫn dạy đàn, dạy sáng tác, dạy nhảy, dạy biên kịch, dạy diễn viên, dạy tất tần tật. Mình có năng khiếu nào thì mình sẽ chuyên sâu. Thế vậy tại sao anh lại có ngạch riêng là ca hát đấy? Trong lúc mà Lê Hải ra trường hồi năm 91 thì trong cái thời điểm đó là cái kịch nói nó đang thuộc dốc, là ế xôi lắm. Nó bởi vậy mình mới chuyển qua bên ca nhạc. Tại trước đó Lê Hải cũng đã có tham gia rất là nhiều chương trình của sinh viên rồi. Yeah. Là đi hát chậu á. Vâng. Đám dỗ, đám cưới, đám tiệc là mời là hát hết. Mm. Đó. Rồi sinh viên tổ chức cái đâu là tham gia là hát hết. Đó thì chính vì lẽ đó mà hỏng cái chân bên kịch nói là mình nhảy qua bên hát liền. Và trong lúc đó thì cũng có cô chủ nhiệm, cô Thanh Kim Thanh, thì cổ cũng khuyến khích là Lê Hải nên đi hát đi. Đó. Rất đa duy năng, một nghệ sĩ có thể làm được rất nhiều việc khác nhau. Như vậy thì có thể hiểu rằng là anh là một cái người mà khả năng tiềm ẩn của anh á nó rất là rộng lớn. Nhưng mà cái động cơ để mà anh đến với cái đó thì em, cái này em nói theo quan điểm em nghĩ thôi nha, là vấn đề là vì cuộc sống nó đưa đẩy. Nhưng khi mà anh đã bị đưa đẩy vào một cái lĩnh vực nào thì anh sẽ làm hết mình với cái lĩnh vực đó đúng không ạ? Như vậy thì khi mà mình đã đi ca hát rồi và mình đã được chứng kiến những cái tràng pháo tay, chứng kiến những cái ánh mắt, chứng kiến cái sự yêu thương của khán giả trong suốt bao nhiêu năm như thế, thì cái 5 năm mà mình gác mai á, đã lúc nào anh nhớ sân khấu đến mức độ mà không biết làm sao mà nó cồn cào và nó ra diết hay chưa, nhớ cái tình cảm khán giả dành cho mình chưa? Tất nhiên là bất cứ một nghệ sĩ nào cũng phải nhớ. Và đặc biệt Lý Hải đã đứng trên sân khấu là hơn 25 năm rồi.
Nhớ nhất là có những lúc mà mình dẫn vợ con mình đi vô mấy cái siêu thị hay đi ngang sân khấu ca nhạc, thấy ca sĩ hát kịch, mình đứng lại mình nhìn, thì mình tưởng tượng bao nhiêu năm mình cũng đã từng được đứng lên sân khấu hát, được mọi người yêu cầu, mọi người vỗ tay, thì cái cảm xúc của hồi xưa nó tràn về rất là khủng khiếp. Và thậm chí là mình cũng có một cái mơ ước cũng như trời, không lẽ giờ mình phải quay lại mình đi hát ta. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại thực tại, ồ, vợ, con cái, công việc tùm lum tà la hết, giờ mà hát hò nữa, cộng thêm tuổi tác. Nhưng mà em thấy anh nhắc đến những kỷ niệm ngày xưa ấy, anh vẫn còn nhiều cảm xúc với âm nhạc lắm. Và ở trong trường quay này thì em nghĩ là khi nhắc đến những kỷ niệm âm nhạc của anh ngày xưa thì còn có những người khác nữa cũng đang mắt rất là long lanh, vẫn luôn luôn nhớ về một cái thời của anh Lý Hải như vậy. Mọi con mắt đang đổ dồn xuống phía dưới khán giả, anh Hải cũng đang nhìn xuống khán giả, nhưng mà người đó lại không ở trong khán giả. Cho phép tôi được giới thiệu nhạc sĩ Hoài Sa. Vâng, thưa quý vị, cho phép tôi được giới thiệu Hoài Sa, cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình. Bài hát đầu tiên, xin cảm ơn Hoài Sa. Rất nhiều bản nhạc được thể hiện trong chương trình này là do Hoài Sa cùng với ban nhạc, tất cả những người ngồi đằng kia đã góp sức nên. Và tại sao hôm nay Hoài Sa lại mặc quần áo nghiêm túc như thế, khác với anh em ban nhạc, và lại có mặt ở đây bên cạnh anh Lý Hải? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem tại sao hai anh này lại ôm nhau một cách thân mật đến như thế. Mà rõ ràng một anh học trường đào sân khấu điện ảnh, một anh học trường nhạc. Tôi cũng nói luôn như này, Hoài Sa là một người rất ít nói. Chỉ có khi nào mà phải thật đặc biệt anh ấy mới nói. Đến bây giờ tôi hỏi như thế rồi anh vẫn cứ ngồi cười. Thật sự thì lâu lắm rồi Lê Hải mới gặp lại Hoài Sa. Bao nhiêu năm rồi? Cố lên. Tôi đã nói với quý vị rồi, anh Hoài Sa rất ít nói. Sa và Lý Hải là cùng nhau là gần như là lập nghiệp cùng một lúc. Lần đầu tiên bước vào âm nhạc lúc năm đó là Sa 17 tuổi. 17 mấy rồi? 17 tuổi. 18 tuổi. Anh Hải là khoảng 21, 22 gì đó. Thật ra là ban nhạc anh Hải lúc đó là có một keyboard rồi. Người đó cũng là người bạn học chung lớp với Sa. Thì cái anh bạn đó thì tính anh hơi cà giật, anh bỏ. Nhờ ảnh thì cảm ơn ảnh bây giờ mới có Sa. Biết là anh ấy có xem chương trình này không? Anh đi Mỹ rồi. À ok. Anh Hải thì không biết Sa, tại vì là trong ban nhạc của Sa thì đấy là có anh Nguyên đánh guitar, một bạn tên là Kiên đánh bass, Kiên bass, và một bạn tên là Thục đánh trống. Thì cả ba người đó đều học trong nhạc viện. Trong giờ học chung với nhau thì tại vì Sa nghe nhạc Sa hay lên piano đánh những cái bài mô đẹp á, mấy bạn đã thấy thích mới hỏi là vô ban nhạc tao không. Mình nói ớ chơi. Nhưng mà không ngờ đó là cái bước rẽ, một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Sa. Một cái quyết định nó nhanh mà giống như là gần như mình buộc miệng mình nói ra thôi, mà cuối cùng đó là một cái sự nghiệp của mình. Thế lúc anh Hải lần đầu tiên gặp Sa thì ấn tượng như thế nào? Gầy đúng không ạ? Bây giờ cũng đâu có mập đâu à. Hồi xưa cũng ốm nhom ốm nhách như thế. Và ngoài Sa đặc biệt, Lý Hải luôn luôn nhớ đó là giác nguyên cái cây ọt, cái đàn organ đó, nó cao, nó dài nè, dài thiếu điều mà đi muốn bật ngửa rồi đó. Giác là sao mà hồi xưa là anh em mà làm gì mà có xe gắn máy, đi xe đạp, giác ở đó là chạy lóc cọc từ đi tập, thuê cái điểm tập ở Nguyễn Tình nữa, mà đó cũng đâu có tiền đâu, hùng nhau mỗi đứa mấy nghìn đồng để thuê được một tiếng, nếu nhiều tiền thì mình thuê được 2 tiếng 3 tiếng để mà tập vợt hát. Và lúc đó thì các anh đặt tên ban nhạc là gì ạ? Những ngôi sao nhỏ. Tại sao lại là những ngôi sao nhỏ khi mà những sao đấy đã hơi quá tuổi teen rồi? Tao lúc đó mới 17 tuổi mà nhỏ thiệt mà. Đấy là anh lấy tuổi của Sa thôi, đúng không ạ? Chẳng lẽ là những ngôi sao lớn thì cũng không được, nên mà vẫn thích từ sao lắm. Muốn làm sao cho nên hồi nhỏ cho nó khiêm tốn, chắc vậy. Hồi đó thì các anh về phần âm nhạc thì các anh hát những bài gì, kiểu như nào? Không biết anh Hải còn nhớ không, chứ là Sa nhớ rất rõ đó. Anh Hải hát rock. Wow. Yes. Wow. Nặng lắm á. Nặng lắm luôn. Rock. Bon Jovi. Bon Jovi luôn. Yeah. Anh có còn nhớ hồi đấy anh hát như nào không ạ? You get love the bad name. Đấy, đến với chương trình này chúng tôi mới biết được những bí mật rất là đặc biệt. Hai con người đặc biệt ghê á. Đặt tên ban nhạc là những ngôi sao nhỏ thôi quý vị.
và đi biểu diễn nhiều bên làm. Tên nó nhưng rất mà là phù hợp. cái ban nhạc đó cũng rất là may mắn là hồi xưa mình cũng đạt được một cái huy chương vàng thi tại nhà văn hóa thanh niên, phải không? Thời điểm đầu á, ban nhạc ba ngôi sao nhỏ này nè, thì có những cái nhân vật sau này rất là nổi tiếng. Người đầu tiên trong nhóm hồi xưa mới thành lập á, là ca sĩ Quỳnh Như. Bây giờ đổi tên là Như Quỳnh. À, chị Như Quỳnh mới vô tập vợt không mà chưa có biểu diễn được nhiều thì Như Quỳnh mới đi nước ngoài. Sau Như Quỳnh đi thì có một bạn mới, đó là ca sĩ Cam Thơ, vợ của anh Lê Quang. Lê Quang, đúng không ạ? Rồi sau người đó thì có hai bạn mới nữa. Ca sĩ hay đổi nhưng bản thân mình trụ hoài. Thời gian đó em cũng có dịp được công tác rất là nhiều ở trong thành phố Hồ Chí Minh, như Sa cũng biết. Thì tình gắn kết giữa dân chơi nhạc với nhau cùng với ca sĩ với nhau vui lắm. Em cứ nhớ là có một cái nhóm mà mọi người cứ đi hát ở đâu đó, xong đó thì cùng về, cùng tụ lại một nơi, xong cùng ăn uống, cùng bàn luận. Và không có gì là ganh đua với nhau cả. Chắc thời đó tại chưa có Facebook ạ. Còn lý do của anh Hải thì sao ạ? Cái thời sinh viên thì chưa có tham vọng nhiều, chưa có nghĩ gì nhiều hết. Chỉ có một cái ước muốn là mình chỉ đeo bám vào cái đó. Và tất cả những cái câu chuyện nó vẫn xoay quanh vào cái vấn đề đó. À, ví dụ như á, đi hát nguyên một nhóm vậy á, chỉ có 15.000 đồng, đó là tiền cassette. Chính xác, 150.000 bây giờ. 150.000 bây giờ. Trời, là rất là ít. Rất là ít. Uống nước mía là hết tiền. Đúng, chính xác, uống mía là hết tiền. Lãnh cái lương về, xong uống nước mía là hết tiền. Thế thì đi hát làm gì ạ? Nếu mà đó không hát giờ đâu có Lý Hải đâu. Đúng rồi, có lý. Nhưng mà là 15.000 đó là mình chia cho cả ban hả anh? Thôi đó thôi. Trong suốt thời gian hoạt động của nhóm những ngôi sao nhỏ thì kỷ niệm đáng nhớ nhất của mỗi người là gì? Lúc này anh cũng Hải cũng đề cập đó là cái điểm nhấn, đó là ban nhạc đoạt được giải nhất trong cái cuộc thi ở nhà hóa thanh niên. Tại vì là còn trẻ quá thì đó là một cái thành tựu đầu tiên nên mọi người rất là trân trọng và quý giá nó. Đối với mình thì ngoài cái niềm khát khao được giải như thế thì mình lại nhớ những cái buổi trình diễn ngoài trời dưới mưa. Lúc đó là Lý Hải còn nhớ biểu diễn tại nhà văn hóa quận 5. Thì hồi xưa đó là hát Miro đó, là cái mix là nó có dây đó, hát thì Lý Hải sung lắm. Lý Hải nhảy biểu diễn quay rồi đó, hát rock mà máu lắm. Chùi một cái đi thẳng rớt xuống sân khấu luôn, đi thẳng rớt xuống sân khấu luôn. Có khi mình quay cái sợi dây nó quấn người xong chui, giống như mình tự bó mình nha, té một cái bịch. Những hình ảnh rất là xác thực để chúng ta có thể nhìn thấy được khi một nghệ sĩ họ đắm mình đến như thế nào. Tại sao các anh lại dừng lại? Doanh thu không có tiền để nuôi sống bản thân. Thì gia đình mới kêu thôi về quê đi kiếm cái gì sinh sống chứ không lẽ đi hát họ kêu đó. Mà trước đó là Lý Hải giấu dữ lắm mà. Mỗi lần mình về quê thăm gia đình, hỏi gia đình con lúc này sao trên trển, con làm gì con? Cái dạ con đi hát. Ôi mày làm ca sĩ nữa hả? Có một cái ông hàng xóm ông dòm mình, hôm đó mình ôm vô ôm nhất luôn. Trời ơi, tao thấy nghệ sĩ người ta đẹp trai, cao to, trắng trẻo, mặt trời đất ôm vô ôm nhất, xấu quắc làm ca sĩ. Không có tin. Rồi bắt đầu cái mình giấu nhà luôn. Mình nói không, con lúc này trên trển con làm ăn có tiền lắm, gia đình đừng lo cho con. Thế và lúc đó thì anh bắt đầu đi hát riêng. Thì bắt đầu mình mới tách nhóm, anh em bắt đầu mỗi người mỗi phương đi. Có người đi hát vũ trường có, nhà hàng có. Rồi lúc đó thì mình lại về quê. Nghệ sĩ mà về dưới quê mà đi ra đi vô không biết làm gì hết á. Mà lại mang tiếng là mình được học trường chuyên nghiệp 4-5 năm trời đã rồi về. Cứ vòng vậy hoài, chịu không nổi. Thế là mình quay trở lại lên thành phố. Vâng, và lúc đó là sự nghiệp solo của anh bắt đầu. Còn Hoài Sa thì sao? Thật ra cái lý do mà tan rã nhóm á, thì nghe là nó có vẻ buồn, nhưng mà thật ra nó là tích cực á. Thật ra tách ra nhưng mà mọi người bước lên một cái level cao hơn. Khi mà tách ra là Sa cũng bắt đầu chập chững làm quen với studio. Và nhiều người xem anh ai hát bắt đầu người ta cũng biết, người ta cũng bắt đầu gọi show. Lúc đó thì đương nhiên là mình buồn, nhưng bây giờ mình nghĩ lại là thật ra là đã một cái bước tiến lên của mọi người tách ra, nhưng mà cái vấn đề là tình cảm nó vẫn còn. Rồi, xin cảm ơn Hoài Sa. Hôm nay chúng ta đã chứng kiến sự gặp lại của hai người bạn trong cùng một nhóm nhạc. Bây giờ thì họ đã trưởng thành, mỗi người có một sự nghiệp riêng, nhưng tôi nghĩ tình cảm gắn kết của họ đều dựa vào một điều chung, đó chính là âm nhạc. Và tình cảm này thực sự là đáng trân trọng.
Một lần nữa xin được chúc sức khỏe cho Hoài Sa. Chúc bạn sẽ luôn luôn có rất nhiều bài hát hay, và đặc biệt là bạn phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của giám đốc âm nhạc trong chương trình bài hát đầu tiên. Cảm ơn bạn Hiền. Em nghĩ rằng là đúng là đôi khi chúng ta sẽ phải ra đi để tìm cái con đường của riêng mình. Và lúc đó thì có lẽ những người ở lại họ cũng sẽ rất là buồn, họ cũng sẽ cảm thấy có một chút gì đấy tổn thương. Nhưng mà dĩ nhiên là ai cũng sẽ phải tiếp tục sống, đúng không anh? Và em nghĩ rằng là cái thời khắc mà tất cả các anh em có thể được chứng kiến cái thành công của anh sau đó, thì em nghĩ rằng là họ sẽ vẫn mỉm cười. Và đến ngày hôm nay em thấy anh Sa nói là nó rất là tích cực. Thì chắc chắn đó là một quyết định có thể hơi đau lòng, nhưng mà đó là một quyết định em nghĩ là đúng đắn. Chính vì thế mà chúng ta đã có một anh Lý Hải hôm nay. Và chắc chắn cái thành công mà theo em nhất thời điểm đó, phải nói rằng là bản hit đầu tiên của anh, một cái ca khúc mà tuổi thơ của em, bất kỳ một lúc nào bố mẹ em mở tivi lên giống như em nói là được nhìn thấy cái MV đó luôn quý vị. Mà như nhớ như in vào đầu luôn. Một cái ca khúc ở cái thời điểm đó mà có thể có một cái ý tưởng, đó chính là khi chúng ta yêu mà chúng ta tan vỡ đi, thì thường là con người sẽ không biết làm như thế nào để chữa lành cái vết thương của mình. Nhưng lúc đấy chúng ta lại có một cái khái niệm, đó là liều thuốc mà lại dành cho trái tim đó quý vị. Thì Giang nghĩ rằng là đó là một trong những cái ý tưởng với em là nó rất là mới mẻ ở thời điểm đó. Và ngay bây giờ thì Hương Giang xin được mời quý vị, chúng ta sẽ sống lại những cái tháng ngày đó với giọng ca của nam ca sĩ Lý Hải qua ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim. Liều Thuốc Cho Trái Tim đã lan tỏa cả nước. Cái bạn đó quay qua bạn thấy được mình đó, bạn muốn quăng cái cassette lại đu cái cổ xe luôn. Thưa quý vị, đây mới là gọi là người đi đầu nha quý vị. Đây là người đi đầu. Trời ơi. Trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dần ngàn đời người đành trong ta mệt ngọt phôi pha thì vẫn sẽ mãi không phai nhòa khi con tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoang ca lời tiên sĩ ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dáng ngàn đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mấy giấc mơ ban đầu xin đôi tim yêu hãy cố quên có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ giờ sau đã vỡ nắng trong tim bao người vô giấc bao đêm ngắm ngồi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương ngũ màu em đi mang theo vầng trăng thua nào để chẳng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ em mang cuốn tim anh về đâu biết đêm còn mơ thật xa vời dù chưa vời quên tình anh vì em còn đam mê nhiều một mình em bước đi trong đêm vội vàng chỉ những bước
chẳng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đất không tên, con thuyền nước sông lên đây tìm hoài bên mơ trong đêm cứ xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo bằng chẳng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Giọt sầu đã vỡ nát trong tim, bao người vô giấc bao đêm ngắm ngồi trọn mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương múa màu. Em đi mang theo bằng chẳng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về vừa rồi thì tất cả khán giả đã vỡ òa với phần biểu diễn đấy. Anh có thể nói gì về câu chuyện bài hát Liều Thuốc Cho Trái Tim? Trước khi mà có cái ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim á, thì Lý Hải cũng đã ra một cái album số 1 rồi, đó là Trọn Đời Bên Em phần 1 rồi. Trọn Đời Bên Em 1 á, thì nó trở thành mấy cái cú nổ đầu tiên vào cái khoảng năm 2000. Lý do là trước đó đó, tất cả những ca sĩ quay theo kiểu karaoke, có nghĩa là một ca sĩ hát có thể minh họa bằng cách là ngắt một cành hoa hồng tặng bạn hoặc là như thế nào thôi. Thì Lý Hải làm một cái album mà nó có nội dung xuyên suốt từ đầu đến cuối. Lý do đó mà nó tạo được cái sự tò mò của mọi người. Thì sau cái Trọn Đời Bên Em một như thế đó thắng lớn, thì Lý Hải mới bắt tay để làm tiếp cái Trọn Đời Bên Em 2. Nhưng mà trong cái thời điểm đó, tại sao mình không lấy một cái tên khác mà mình lại lấy tên là Trọn Đời Bên Em nữa? Thì nó sẽ có lợi là người ta sẽ nhớ, nhưng nó có cái hại là nếu như mà mình làm mà không kỹ, tại vì luôn luôn cái phần tiếp theo nó sẽ dở, người ta sẽ phải mong hơn phần đầu, đúng không? Đó, bây giờ cái tâm lý áp lực rất là sợ. Chính vì thế đó mà các anh em làm chung Lý Hải bắt đầu phải nghĩ cách làm sao là khi làm phần tiếp theo là phải làm tốt hơn cái phần trước. Và ngay cái khi mà chọn ca khúc cũng vậy, Lê Hải chọn rất là kỹ, phải có một cái ca khúc nào nó hit. Và đúng như cái sự chuẩn bị của mình, thì sau khi mà cái Trọn Đời Bên Em phần 2 ra, thì ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim đã lan tỏa cả nước, và lan tỏa chỉ trong vòng tuần lễ gì hơn thôi. Mà hồi xưa sức lan tỏa một tuần lễ là nó khủng khiếp, tại vì hồi xưa nó chưa có mạng như bây giờ, mà người ta chỉ có truyền miệng mua đĩa thôi. Và Lý Hải nhớ nhất là lúc đó là Lý Hải vừa ra album, cái Lý Hải đi ra lưu diễn ở miền Trung, đang đi trên chạy trên đường thì có một cái bạn á, trẻ trẻ khoảng mười mấy tuổi, ôm cái máy cassette này nè, một tay đạp xe đạp, mở cái bài Liều Thuốc Cho Trái Tim mà mở lo lớn cho mọi người nghe chứ. Rồi bắt đầu vô tình chạy tới ngay đèn xanh đèn đỏ mà nghe, trời ơi, bạn của mình vậy? Bạn của mình quay qua bấm kiến xuống chào. Trời ơi, cái bạn đó quay qua bạn thấy được mình á, bạn muốn quăng cái cassette lại đu cái cổ xe luôn. Rồi, quý vị có thể thấy được ngay trong cách kể chuyện của anh Lý Hải cũng đầy chất điện ảnh ở trong đấy, từ hành động đến cách đi. Tôi chỉ thấy ít khi ca sĩ kể chuyện theo kiểu đấy lắm. Thôi, làm 5 năm rồi. Nhưng mà em nghĩ như vậy nha, có lẽ rằng là chính cái tư duy đó của anh á, cái việc mà anh làm Trọn Đời Bên Em 1, Trọn Đời Bên Em 2, nó nhiều khi nó lại là cái bước đệm. Bởi vì sao mà anh lại làm lật mặt 1, 2, 3, 4, nó sắp tới 5 nữa. Và em không nghĩ đó là một tư duy của một người nghệ sĩ bình thường. Tại vì á, theo em thời điểm đó là người nghệ sĩ là sẽ cố gắng là mình hát hay nhất cái sáng tác mà mình được đưa cho. Nhưng mà anh Hải thì là không. Mình phải làm sao để cái ca khúc đấy bằng cách này hay bằng cách khác có thể thể hiện qua ngôn ngữ là diễn xuất hoặc là giọng hát, miễn làm sao nó phải đạt được cái độ viral là cao nhất. Theo Lê Hải nghĩ thì mỗi một người nghệ sĩ tất nhiên là trong cái máu là phải có chất nghệ sĩ ra, thì mình phải có một cái đầu óc hơi kinh doanh chút xíu. Vâng. Mình bỏ cái tôi nghệ sĩ mình bớt đi, mình sẽ dễ thành công hơn. Có hai cái vấn đề ở đây. Vấn đề đầu tiên là bản thân Lý Hải phải đi đặt nhạc sĩ viết theo cái ý của mình. Ví dụ như Lý Hải cần một cái bài hát chủ đề như thế, thì mình đưa ra một cái idea.
thậm chí đưa ra một cái tóm tắt như là một cái bài thơ vậy đó, để cho nhạc sĩ viết theo ý của mình. Thôi thật sự nha, là em không hề biết cái câu chuyện thời điểm đó của anh Hải. Nhưng mà ngày hôm nay anh Hải kể ra là, thưa quý vị, là bởi vì em có một cái series âm nhạc nó tên là Aroda, thưa quý vị, là cũng có 4 phần giống như anh Hải. Mà lúc đầu á thì em cũng là người giống như anh Hải, em nghĩ là phải đi đặt bài hát. Em cũng nghĩ là mình làm cái tên á, mình đã gắn 2, 3, 4 vào á. Thứ nhất đúng là mình mượn cái độ hot của cái sản phẩm đầu, nhưng nó cũng là tự mình đặt lên vai mình một cái áp lực khác. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay em được ngồi ở đây và thưa quý vị, đây mới là gọi là người đi đầu nha quý vị. Đây là người khởi đi đầu xuống, khởi xướng ra một cái cách làm. Đó là một cách rất hay và rất là hiệu quả luôn. Thời đó album như vậy, theo em hiểu, nếu như nó có câu chuyện, tức là vì anh có một cái gốc là học điện ảnh, thì đấy có phải là tiền đề của phim ca nhạc kiểu kiểu dạng vậy không ạ? Đúng rồi, nhờ lúc mà mình học ở trường sân khấu điện ảnh thì mình có được cái nền tảng như thế. Khi mà mình học xong xuôi mà tại sao mình lại không áp dụng vào những cái ca khúc của mình? Rất là phí, rất là uổng. Cộng thêm là Lý Hải rất có duyên hợp tác với những nhạc sĩ mới, rất là nhiều luôn. Có thể nói là Lý Hải cộng tác với gần cả chục nhạc sĩ. Những cái người đó là cùng khởi điểm giống như Hoài Sa với Lý Hải, là những người suốt ngày ngồi quán cà phê cốc á, để bàn là mình sẽ viết gì, viết cái gì, theo hướng gì, đặt bài như thế nào. Và hầu như hiện tại bây giờ là nem rất là lớn trong làng âm nhạc Việt Nam mình. Trong câu chuyện vừa rồi anh có nhắc đến một đoạn rất ngắn thôi, nhưng mà em lại để ý và muốn hỏi anh. Anh nói là mình phải giảm cái tôi của mình đi trong khi mà mình làm sản phẩm cho khán giả. Vậy thì anh có thể giải thích kỹ hơn là cái tôi của mình ở đây là điểm gì không? Trước đó thì Lý Hải cứ biên tập ca khúc theo sở thích của mình. Ví dụ như mình nghĩ ca khúc này nó sẽ hay, cái idea này sẽ hay, mình sẽ phát triển bài đó và mình đầu tư mình quay bài đó thì bài đó sẽ nổi tiếng. Nhưng mà khi mà album ra, phát hành ra, nó không như mình mong muốn. Đúng 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 ạ. Ví dụ như là sau khi mà Lý Hải ra một cái album Trọn Đời Này Một thì Lý Hải có nguyên một nhóm ca sĩ đi hát tour, thì nghe mở một cái bài karaoke Nhạc Hoa thì nghe xong xuôi với cả nhóm 5-7 ca sĩ đều đứng lại hết, và ai cũng nghĩ là bài này quá hay, bây giờ làm sao giờ, cứ đứng mà không ai làm nổi với ai, không ai nói ai tiếng nào hết, đứng mà đứng hoài mà không ai đi, đi tôi bay qua hàng khác, ai cũng hiểu ý nhau. Tại vì nguyên cái giải đó đó là bán âm ly nè, rồi tivi nè, nó đầu máy rồi xưa đó, nó đồ điện tử rồi đó, không ai đi, đứng hoài, đứng nghe hết ca khúc đó, cuối cùng đứng lâu quá bắt buộc phải đi. Đi xong xuôi cái mình thấy không, trời ơi, cái bài này hay quá, chắc chắn nó phải nổi, cái giai điệu quá tuyệt vời. Mình mới nói quản lý nè, dòng với lại mua cái đó. Quản lý mình phải dòng với lại đó. Thì ở đó 4 năm quản lý của ca sĩ đã đứng trước mình rồi. Ai cũng chung ý tưởng, cái bạn nó về mới kể lại mình thôi, nói là hỏi cần mua cái đĩa đó thì người ta nói là người ta không bán đĩa, ở đây tôi bán đầu máy, bán âm ly, bán tivi, muốn mua đi tìm chỗ bán đĩa mà mua. Thế người này hỏi cũng được, đi. Quản lý mình cũng rất là thông minh, là bạn nói thôi bây giờ tôi mua nguyên cái đầu đó, thế là đừng mua trên cái đĩa về luôn, bán đĩa thì tôi mua luôn cả nguyên cái đầu đó rồi lấy cái đĩa về. Em thấy anh có một sự nhạy bén nhất định, nó đem bài ở đó về và viết lời về ca khúc đó trong một đêm, viết xong xuôi hôm sau bay từ Hà Nội để về thành phố để hát chương trình trực tiếp Quà Tặng Trái Tim. Hát xong xuôi hát bài đó luôn, hát luôn và xong xuôi ra bài đó không ăn uống gì hết. Thế em hỏi bài đó tên là gì? Nếu em đã quên rồi những yêu dấu hôm nào. Và bài Nếu Em Đã Quên, tức là mất bao nhiêu công nhưng mà biểu diễn xong thì hiệu ứng lại không như mình mong muốn. Bởi vậy ngay cả bản thân nghệ sĩ mình phải bỏ đi cái tôi của mình, và mình phải hiểu một điều rằng đặt cái tâm lý, đặt cái tâm trạng của người khán giả nghe nhạc, chứ không phải lấy cái sở thích của mình mà ép người khác nghe nhạc. Chúng ta đang có một câu chuyện rất hay, và tôi nghĩ những ai đang xem chương trình này, nếu các bạn có ý định trở thành ca sĩ hay là trở thành những người mà sản xuất ra những sản phẩm âm nhạc, thì đây cũng là một kinh nghiệm rất là quý báu mà anh Lý Hải đã chia sẻ cho các bạn. Tôi nghĩ là sau một ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình này và sẽ còn được nghe nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn, thú vị hơn từ nghệ sĩ Lý Hải.
anh có được cô nào đỡ không ạ? Trời đất ơi, em quên mất, không nên hỏi chuyện này. Giờ người tìm kiếm những đám đuối xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối, em biết em cho thành cuộc chơi. Trong số rất nhiều những bài hát em gửi cho anh Lý Hải và anh Lý Hải hát thì có bài nào mà anh Lý Hải không hát không? Dạ như có. Nhưng mà Trang Dây Trắng là bài hát làm nên cái tên tuổi của anh Đặng Trường mà. Bài hát đầu tiên. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình bài hát đầu tiên với nghệ sĩ Lý Hải. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện anh Hải chiều fan đến như thế nào. Anh có những kỷ niệm gì vui, những tai nạn gì nghề nghiệp với cả fan không? Đối với Lý Hải thì nói về tai nạn nghề nghiệp là đầy hết. Trước khi nói cái này thì Lý Hải sẽ nói nhẹ một cái là tới thời điểm này mọi người cứ nói là Lý Hải là đại loại có cái danh là ông vua miền Tây rồi này, đại loại là ca sĩ miền Tây, đại loại vậy. Nhưng mà theo bản thân Lý Hải thì trong cái khoảng thời gian Lý Hải nổi tiếng á, là Lý Hải đã lưu diễn ở ngoài Bắc nhiều gấp đôi đối với miền Tây. Và có thể nói là tất cả các ngóc ngách ngõ đường ở ngoài Hà Nội Lý Hải đều thuộc hết. Vâng, vì gu của anh hợp với gu của người Bắc chúng em. Dạ, dạ. Mà nó có một cái hay nữa là sao? Ví dụ trong Nam á, thì thích một nghệ sĩ, yêu một nghệ sĩ mến kìa. À, anh Hải kìa, chào anh đó thì thôi. Còn đối với ngoài Bắc là phải chạy ao tới anh Hải, khủng khiếp lắm kìa, mà gào thét khóc. Rồi có những lúc mà mình ra mà những cái trọn đời bên em đầu tiên á, lúc mà mình đỉnh ở ngoài đó đó, nếu như mà học sinh phổ thông mà nhất là cấp 2 hoặc cấp 3 mà biết được là anh em nghệ sĩ ở một khách sạn nào là mấy bạn sẽ đứng hết nguyên cái hàng rào trước cái khách sạn đó. Mà thời đó là năm khoảng bao nhiêu ạ? Đó là năm 2001. 2001. Tôi cứ đang tưởng là anh Hải đang kể câu chuyện của fan như là bây giờ hay là kiểu fan Hàn Quốc ý. Là ở ngoài đó fan các bạn rất là máu, máu đến độ mà tối hôm đó Lý Hải diễn ở Hải Dương ngay ngã ba Sao Đỏ để đi Quảng Ninh á. Dạ. Cái sân khấu cao hơn 2 mét cao lắm, khán giả dưới là 5-6 ngàn, khán giả rất là đông, thì các bạn chen nhau lên tặng hoa, ôm hung xiết cổ có, rồi chiếc thì có một bạn á lên ôm lấy mình xong đi xuống nắm tay gị mình xuống dưới luôn. Ở dưới khán giả nó chồm anh lên kêu mà nắm tay á, thì với bạn thôi cho anh xuống dưới cho mọi người ôm. Đó. Thế nhưng mà sau khi rơi xuống dưới đấy xong thì anh có được cô nào đỡ không ạ? Trời đất ơi, chứ em quên mất, không nên hỏi chuyện này. Khi mà nắm tay mình gỉ xuống dưới, nhìn xuống dưới là bà biết đầu không à. Mà mình nhảy xuống là rất là nguy hiểm, thì nhảy là mình phải né. Vậy mình chen, khi mà chen vậy mình rớt ngang thì nó bị lật cái simi cái cổ chân. Trẹo chân. Thì hôm sau làm ảnh hưởng phải đi ra sân khấu cà xích bó chân ra hát trực tiếp. Đấy, quý vị ơi, nhiều khi mình xem trên TV á quý vị, là mọi người biết được các ngôi sao mà US UK á, họ hay đứng mà ngang ngửa ra giữa mà một làn khán giả mà trong mình hình dung trong tưởng tượng là như vậy nhá. Nhưng mà phải set up trước thôi quý vị. Chứ còn tự dưng mà bị lôi xuống là bị gãy chân nha quý vị. Thế để thấy được rằng là người nghệ sĩ có thể là người ta đau ở trong, nhưng mà trước khán giả thì chúng ta không biết được chuyện đó. Chắc chắn, đó là trách nhiệm của một người nghệ sĩ đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm đấy em nghĩ là dễ hiểu, tại vì anh Hải thì là ở bên trong miền trong này ra, khán giả miền Bắc là họ rất là hiếm có cơ hội để mà họ được gặp anh là một. Thứ hai là đâu có dễ nhìn thấy nghệ sĩ như bây giờ Facebook này, Instagram, nhưng mà ngày đó là đâu có đâu đúng không anh? Cho nên họ yêu anh như vậy em nghĩ là cũng đúng thôi. Thứ hai là xin lỗi là vì anh cũng nói thật là quá đẹp trai và phong độ thôi quý vị, cho nên là chắc chắn là cái tình cảm nó phải như vậy thôi ạ. Cảm ơn em đã khen anh lúc xế chiều. Em thấy anh còn trẻ lắm. Và thưa quý vị, một trong những điều đặc biệt nữa mà Hương Giang được biết đó là fan của anh Hải không chỉ là những cái con người bình thường đâu quý vị, một trong số đó cũng là những người rất thành công, cũng là thần tượng của rất nhiều người khác, đó là nam ca sĩ Phạm Trường thưa quý vị. Và ngay bây giờ trên sân khấu của bài hát đầu tiên luôn luôn là như vậy. Một màn kết hợp có 102 ca khúc mang tựa đề Anh Mới Chính Là Người Em Yêu giữa Lý Hải và Phạm Trường. Thank you.
giờ níu kéo cũng thế không làm em quay trở lại. Khi em chẳng còn như ngày xưa ấy, thì anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm ước mong. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Có nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm như năm đôi xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em còn nước muốn. Trở về nơi ấy như xưa khi ta cùng chung bước. Tình đã làm lỗi nếu cô dám chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em xa anh rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em. Cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Có nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm những đám đuối xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em còn nước muốn. Trở về nơi ấy như xưa khi ta cùng chung bước. Tình là làm lỗi nếu cô dám chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em xa anh rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Giờ người tìm kiếm như năm núi xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn. Trở về đây ấy như khi đôi ta cùng chung bước. Tình là làm lỗi nếu cô dám chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em xa anh rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em. Rồi là một phần song ca rất là ăn ý. Bây giờ câu hỏi dành cho em này. Em có ngạc nhiên khi nhận được lời mời hát cùng với thần tượng của mình sau 5 năm không? Vì anh Hải là thần tượng của em từ ngày xưa tới giờ. Cho nên là em ước mơ là có một dịp nào đó để lên sân khấu, một chương trình nào đó để bày tỏ những tình cảm mà em đã dành cho anh Hải bao lâu nay. Nhưng mà anh ấy bỏ hát đến 5 năm rồi. Em có ngạc nhiên khi mà anh ấy quay trở lại không? Dạ ngạc nhiên. Em nghĩ là ủa anh Hải bữa trước cũng có nhiều người bầu show hay là nhiều chương trình gì mời anh Hải. Và em cũng có liên hệ anh Hải, mà anh Hải nói anh tạm gác mic lâu rồi. Mà bây giờ tự nhiên nhận chương trình này thì em thấy bất ngờ lắm, ngạc nhiên luôn. Hương Giang hỏi rằng là cái cơ duyên nào mà anh Phạm Trường biết tới anh Lý Hải vào ngày xưa á, mình có nhớ cái lúc đó mình hâm mộ như thế nào không? Thực sự mà nói hôm nay cho em xin phép và kể hết luôn. Dạ, được. Kể hết luôn đấy. Được. Thực sự hồi xưa em á, năm học lớp 9 đầu nghe nhạc của anh Lý Hải là bài hát Liều Thuốc Trái Tim, Yêu Lầm, Khi Người Đàn Ông Khóc, rất là nhiều bài. Và cái giọng của em lúc đó phải nhái giống giọng anh Lý Hải mới được. Và cả xóm em, rồi cả trường em đều biết em là thần tượng anh Lý Hải. Và đặt cho em một cái tên
Bởi vì trưởng cho nên anh đặt cái tên rất là ác luôn, Lý Trưởng. Lý Trưởng. Mà sau khi mà em học thâm nhạc thì có những cách xử lý của mình và pha trộn cái cách luyến của anh Lý Hải, cho nên là tạo ra chất giọng riêng của em. Chất riêng. Dạ. Đấy, thì chứng tỏ là ảnh hưởng rất nhiều. Cảm ơn anh Hải. Từ anh Lý Hải đúng không? Rồi sau đó như thế nào mà lại tiếp cận được thần tượng của mình ạ? Trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh thì cái điều mình mong muốn là sẽ gặp được thần tượng của mình. Trước tiên thì mình muốn chụp hình làm kỷ niệm, sau đó thì tính sau. Thì vô tình thì trong cái thời gian mà Phạm Trưởng đi học đó là Phạm Trưởng tập tành sáng tác những ca khúc. Và Phạm Trưởng tìm cách gửi bài cho anh Lý Hải. Xong một thời gian thì anh Hải lấy những một số bài của mình. Thì bắt đầu là anh em quen anh quản lý trước. Thời gian sau mới tiếp xúc được anh Hải. Gặp anh Hải khó lắm. Kỷ niệm rất là nhớ là lúc đó là năm 2006 thì em có theo anh Hải xem anh Hải thực hiện cái bộ phim Trọn đời bên em 6. Trọn đời bên em 6. Dạ, ở Vũng Tàu. Sau thời gian đó thì anh Hải như có vẻ như ấn tượng với mình hơn. Fan này trung thành quá. Cho nên là những bài hát sau thì anh Hải có ưu ái là hát nhạc của em rất là nhiều. Còn cái bài mà Anh Mới Chính Là Người Yêu này á, là em nhớ một kỷ niệm nhớ hoài luôn, không quên luôn. Là lúc đó em còn đang ở phòng trọ bên quận 10 thì anh Hải mới gọi quản lý là gọi cho em đặt một bài hát viết lời Việt. Mà phải nhanh cho anh mới được nha. Tại vì bài hát này rất nhiều người viết. Là tối đó em về em suy nghĩ liền luôn. Mà bài này tốc độ thần tốc đầu tiên luôn. Em viết lời trong vòng 1 tiếng rưỡi. Trong số rất nhiều những bài hát em gửi cho anh Lý Hải và để anh Lý Hải hát, thì có bài nào mà anh Lý Hải không hát không? Dạ như có. Có một bài mà thực sự mà nói là bài này em lúc em viết ra thì em gửi cho anh Lý Hải và anh nói anh Lý Hải hát bài này đi. Bài này rất là hợp với anh. Bài tên là gì ạ? Bài đó là Trang Giấy Trắng ạ. Nhưng mà Trang Giấy Trắng là bài hát làm nên cái tên tuổi của anh Phạm Trường mà. Đúng rồi, lúc đó thì anh Hải đang chuẩn bị đám cưới, anh bận quá, anh quên luôn. Anh nói thôi Trưởng ơi em hát luôn chứ bây giờ anh bận nhiều việc quá, anh không thể nào mà chờ bài hát này để lâu quá nó nguội. Cho nên lúc đó Trưởng hát luôn. Thưa quý vị ơi, nếu mà cái tình huống này thì cho Giang phân tích lại nha. Tại vì chúng ta đều biết là trong cái cuộc đời của người nghệ sĩ á, quý vị ơi, bài hit là cực kỳ quan trọng. Vậy mà có một chàng trai thời điểm đấy, thưa quý vị, là ca sĩ lúc đó đang làm nghề trẻ, mà cái một ca khúc hay như vậy thì lại đưa cho thần tượng của mình. Tức là hoàn toàn không nghĩ tới cái sự nghiệp của mình mà nghĩ cho anh trước. Lại một nam ca sĩ nữa, thưa quý vị, nghe được một cái bài hát như vậy, chắc chắn là anh phải biết nó bao nhiêu phần trăm nó thành hit. Mà cũng không cần cái chuyện đó luôn, cũng nói đưa lại ngược lại cho chàng trai này, nói rằng là bạn hãy hát đi. Thì thực sự đây là một trong những cái Giang nghĩ rằng là nó quá khó để làm trong cái ngành này, đúng không? Hai người đồng ý không ạ? Vì nếu mà chúng ta chỉ cần một bài hit, nó quá quan trọng trong sự nghiệp. Mà cái tình cảm nào mà hai người nhường qua nhường lại như thế, thực sự là em cảm thấy cái này nó là bỏ qua cái lợi ích cá nhân của mình, nghĩ cho người đối phương. Thực sự là em rất là xúc động với cái tình huống này. Em vào thời điểm này ngồi trên sân khấu này có đang nghĩ là mình sẽ lại viết tiếp những bài hát nữa và mình sẽ lại gửi cho anh Lý Hải để hát trong tương lai tới, có không? Dạ cũng có nghĩ, nhưng mà sợ nãy anh không hát thôi chứ hát là anh Hải nghĩ sao ạ? Bây giờ thì Lý Hải không có đi hát nữa nhưng mà vẫn sẵn sàng nhận bài hát để làm nhạc phim ạ. Wow. Em sẽ cố gắng nha. Em sẽ cố gắng. Giang muốn hỏi rằng là vậy có thể coi anh Lý Hải là một trong những người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất để anh theo đuổi con đường sự nghiệp của mình hay không? Chính xác luôn. Nếu như mà Trưởng không thần tượng anh Lý Hải thì Trưởng sẽ đi theo một ngành khác. Wow. Ba của Trưởng là làm giáo viên, cho nên rất là muốn con mình sẽ nối nghiệp, cha mình sẽ đi học sư phạm. Nhưng mà thực sự mình lại thích âm nhạc nữa. Nhưng mà vẫn thi đại học cho ba mẹ vui và làm tròn trách nhiệm của một người con. Nhưng mà thi ba trường, rớt hết ba trường luôn. Vậy cho thì đôi khi này khi mà mình ở xa á, thì mình thần tượng, nhưng nhiều khi mình tiếp xúc rồi, cái nhiều khi nó có cái cụm từ là thần tượng sụp đổ, đúng không? Vậy thì khi mà anh được tiếp xúc gần với anh Lý Hải thì ngoài âm nhạc ra, anh cảm thấy mình đã học và đã nhìn thấy ở con người này một cái điều gì khác nữa? Tiếp xúc với rất là nhiều nghệ sĩ, nhưng mà riêng anh Hải thì không phải là mình thần tượng anh Hải, mình lăng xê anh Hải, mà anh rất là công bằng, rất là chân thành và giúp đỡ những người anh em.
nói chung là sống rất là ok, mà mình cần phải là học hỏi. Cái đó là trong về cuộc sống bạn bè, còn về gia đình, anh Hải là một người đàn ông tuyệt vời, và Phạm Trưởng cũng đang rất là cố gắng để bắt chước anh Hải để làm cho trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Wow, như thế mới là fan mà học tập thần tượng tất cả những cái gì mà hay nhất của anh Hải. Từ đầu chương trình đến giờ không biết anh Tuấn có để ý không? Ở dưới hàng ghế khán giả có một cái ánh mắt, thưa quý vị, lúc nào cũng long lanh nhìn lên phía trên sân khấu, liên tục chỉ anh Lý Hải chỉnh lại áo, chỉnh lại quần, anh ơi cười lên, anh ơi đủ mọi thứ hết. Giang chỉ tò mò muốn biết, mình truyền cảm hứng cho quá nhiều người như vậy, vậy thì ai là người đã truyền cảm hứng cho anh? Hồi lúc nhỏ thì cái người truyền cảm hứng cho Lý Hải đó là mẹ Lý Hải. Lý Hải thần tượng mẹ Lý Hải khủng khiếp lắm. Tại vì gia đình tới 8-9 anh em mà nhà rất là nghèo. Mỗi buổi sáng Lý Hải đi học thì mẹ bán bánh canh, bán xôi, bán chè trước cổng trường. Và những hình ảnh đó nó ăn sâu vào máu mình. Khi mà lớn lên, khi mà bắt đầu trải qua một cái cuộc sống mới, đó là khi mình lập gia đình, mình không còn bấu víu vào bên mẹ nữa, thì sau lưng Lý Hải đó là có bà xã của Lý Hải, đó là Minh Hà. Thì người ta dùng cái từ hơi hoa mỹ một xíu là nâng khăn sửa túi cho Lý Hải. Tất cả trước khi mặc đồ, trước khi ra đường hoặc là ăn uống bệnh, tất cả mọi thứ trong gia đình thì bà xã lo hết. Lý Hải chỉ có làm nghệ thuật thôi. Đây là một người đàn ông rất hạnh phúc, đúng không? Nhưng em cũng là đàn ông, cũng có gia đình, cũng có bao nhiêu những lo toan, thì em tin chắc rằng một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh đó vẫn là công việc. Và đứng trước những lựa chọn cuộc sống này, gia đình này, công việc, sự nghiệp, thì những người đàn ông như chúng ta, và em nói chính xác hơn là anh, có chịu nhiều áp lực không? Người đứng đầu luôn luôn phải áp lực rất là nhiều. Bởi vì giống như là thuyền trưởng, nếu như mà lệch hướng một cái là sẽ đi rất là xa, và hậu quả sau này rất là trầm trọng. Thì cũng may mắn cho Lý Hải là hầu như là đứng sau lưng Lý Hải là có bà xã góp ý cho Lý Hải, và phải nói một điều là góp ý đúng. Anh nói thật là hành động rất chuẩn. Chúng ta cứ nghe vợ, kiểu gì cũng thành công. Bây giờ thì Giang muốn được trò chuyện với cái người phụ nữ mà chịu áp lực của cái người đàn ông chịu áp lực nữa, thì để xem là cái tâm tư của anh như nào. Xin được mời chị lên sân khấu ạ. Yeah. Và hôm nay có đứa con gái đi theo ủng hộ ba nữa. Wow. Đây là con gái thứ hai, tên là Cherry. Tên ở nhà con tên là gì? Cherry. Ở nhà Cherry. Tên ở nhà? Tên ở nhà là Cherry. À quên, tên đi học, chết rồi, ba lần rồi. Tên đó chị là Hải My. Con có thích nghe ba hát không? Dạ thích. Cảm ơn bé, cảm ơn con. Chị Minh Hà thân mến, là Hương Giang rất là muốn biết rằng là mình là vợ của một người đàn ông rất là thành công, rất là bận rộn, và đặc biệt là rất là nổi tiếng, thì có áp lực gì hay không? Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Nên cả anh Hải đến đây chắc yêu nhau, thời gian yêu nhau và cưới nhau thì cũng mười mấy năm. Thì Hà thấy rằng anh Hải là một người không bao giờ ngừng, coi như là anh luôn luôn làm việc không ngừng, luôn luôn muốn sáng tạo. Coi như là ở nhà thì những cái lúc mà anh không hoạt động tay chân thì đầu óc anh sẽ là hoạt động liên tục, anh không bao giờ muốn ngừng nghỉ. Thì Hà cảm thấy nếu như mà với một con người như vậy mà để cho ảnh mà làm một cái công việc mà nó không có đủ cái sức sáng tạo, không có thỏa mãn được cái sức sáng tạo thì rất là uổng phí. Mà xung quanh anh Hải thì hầu như mọi người rất hiếm khi ủng hộ anh Hải, Hà không biết làm sao nữa. Cho nên là ngay cái lúc mà anh Hải bước qua làm đạo diễn thì hầu như ai cũng không có ủng hộ ảnh làm đạo diễn hết trơn á. Cho nên em là người duy nhất ở kế bên ảnh, thì em nghĩ mình phải là người tạo động lực cho anh Hải. Và em thấy được là cái năng lực của ảnh, tại vì em nghĩ có lẽ là anh Hải quá ít nói nên đôi khi mọi người không thể nhìn ra được cái bên trong của ảnh.
Thưa quý vị, nó đơn giản như vậy thôi quý vị ơi. Triết lý cuộc sống đằng sau lưng của một người đàn ông thành công, thưa quý vị, một người phụ nữ hiểu biết và cảm thông, đó là tất cả những gì mà Hương Giang muốn nói. Tôi sẽ thay mặt khán giả để chúc cho một gia đình hình ảnh này tươi vui, hạnh phúc, hiểu ý nhau và cùng nhau làm nên rất nhiều thành công. Con cái thì rất là xinh, ngoan và rất là đáng yêu. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Xin cảm ơn chị Minh Hà, xin cảm ơn anh Phạm Trường với cái sự góp mặt ngày hôm nay. Và có những cái giây phút mà chúng ta hạnh phúc, có những giây phút chúng ta cảm động, có những giây phút chúng ta được truyền cảm hứng. Và tất cả những điều đó cũng có thể là lý do làm cho một người đàn ông rơi nước mắt. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, một ca khúc mang tựa đề Khi Người Đàn Ông Khóc với giọng ca của nam ca sĩ Lý Hải. Em chào anh Tú, chị Hương Giang cũng như là anh Lý Hải. Thì là một câu hát mà mình đọc rap. Nếu như bọn em muốn nghe trước bài đấy có được không ạ? Ok. Nếu con gái miền Tây thì bạn ơi khổ phải sửa. Về Bến Tre mà xem nụ cười thôi là ngã ngửa. Có giống như là cô Thấm con bắt mặt ở đầu là thôi ngày mai nắng lên trong đời, ngày chưa ngày bồi hồi quá mau, ôm ấp trong tim bao nhiêu gắt khao nồng cháy. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng, hòa khúc ca trong ta bay cao dệt bằng tuyệt vời, để xóa đi bao nhiêu ưu tư buồn phiền ngày nào. Cuộc đời đẹp như thơ, dù dòng đời còn nhiều bão tố đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ủm xa vời. Ôi lặng nhìn bầu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn lại gì, ta còn lại gì không chưa sâu vơi. Cơn mơ trắng canh bay xa dần, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, chẳng tội tình. Để mày nhớ đến đáng tin trong cuộc đời. Cho mây sao khi ta bỗng lớn lên trong đời, còn mày nhớ đến những gì vàng đã một thời. Đừng sống trong mơ. Dòng đời còn nhiều bão tố đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ủm xa vời. Tôi lặng nhìn bầu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn lại gì, ta còn lại gì cấp cho sao vơi. Thì người đàn ông cũng vẫn phải không giống như ai. Hãy cố
sẽ một tay thật lớn hơn nữa cho nam ca sĩ Lý Hà đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều lần xin ạ. Anh Hải ơi, phải nói thật lòng là em nói thật là vẫn còn nhiều cảm xúc với sân khấu lắm thưa anh. Vẫn tràn đầy năng lượng và vẫn dốc hết lòng mình ra để gửi gắm quý vị khán giả. Cho nên em không biết sau chương trình ngày hôm nay anh có định nghỉ lại không? Chứ em thấy anh nghỉ hát là em không có chịu rồi đó, em không chịu. Em nói anh không tin nhưng mà vợ anh động viên anh vẫn chưa, chắc là chưa lung lay. Bây giờ chắc là phải nghe fan hâm mộ được không ạ? Em xin được mời MC anh Tuấn ở dưới kia. Bây giờ anh hỏi em nhá, em là người nhận được quà tặng đầu tiên trong chương trình này. Em có đồng ý nếu như anh Lý Hải dừng sự nghiệp hát ở đây không? Nếu em là em không đồng ý rồi đó. Tại sao? Tại vì mặt em căng thế. Cái mặt em xưa giờ nó vậy rồi. Mười mấy năm rồi mà nghe lại vẫn đẳng cấp anh ạ. Vẫn đẳng cấp. Đây là một ý kiến anh nhá. Em và mọi người ở đây đều muốn là anh đi tiếp con đường ca hát của mình ạ. Đây có phải là ý kiến số đông không ạ? Anh thấy không? Dạ, em chào anh Tú, chị Hương Giang cũng như là anh Lý Hải cũng như là tất cả các vị khán giả đang ở đây ạ. Còn nào quý vị có nhận ra không ạ? Ôi! Thưa quý vị, nam diễn viên hài Mạc Văn Khoa. Dạ, cái đẹp của em thì nó luôn lan tỏa. Nhưng mà hôm nay thì em không muốn nói về cái đẹp của em ạ. Em muốn nói về câu hỏi mà anh Tuấn hỏi em. Em cũng như tất cả quý vị khán giả ở đây, khi mà ngồi đây mà nhìn thấy anh Hải bước ra đó, khi mà bao nhiêu lâu rồi mới được nhìn thấy anh hát trên sân khấu, đầu tiên là sướng cái mắt anh. Mà sau khi nghe được cái giọng hát thì nó sướng tới cái tai. Và khi mà anh hát xong thì sướng cả con người anh ạ. Em nói thật ở đây, tất cả mọi người đây đều sướng hết người. Bởi vì là em có làm việc với anh Hải chỉ tư cách là một diễn viên và một đạo diễn. Thì trước giờ chỉ nghe anh là 1, 2, 3 cắt. 1, 2, 3 cắt. Chứ cũng gạ gẫm anh ấy nhiều lần là hát nhưng mà anh ấy chưa hát bao giờ. Thì ngày hôm nay ngồi ở dưới này nghe anh hát, thứ nhất là cái cảm giác đã, cảm giác hay, một cảm giác sướng và có một cái cảm giác thì nó cũng hơi rưng rưng xúc động nữa. Vâng, bạn ra đây với tôi đi. Cảm ơn. Ra đây với tôi đi. Đây là một người đang sướng cả người, từ tai, từ mắt đúng không? Bây giờ em lên sân khấu với anh được không? Dạ, nếu mà anh mời thì em xin phép lên ạ. Đấy, lên đi. Đây, ra lên. Anh Hải có nghĩ là được có quá. Một người quen như này ngồi ở dưới kia mà giấu mặt từ đầu chương trình đến giờ không? Đâu có ngờ mà Khoa lại ngồi chung với mấy bạn ở dưới. Bởi cái da của em ấy nó đen lắm, nhìn ở trên này thì không thể nào thấy em được. Anh có để ý cái bộ đồ bạn ấy mặc không? Bạn ấy mặc giống như là một cái cậu học sinh cấp 2, cấp 3 đúng gì ạ. Đó. Cái ý đồ của Khoa là gì? Dạ vâng, giống như một cậu bé học sinh trốn ba mẹ đi coi hát rồi đó. Nó đã lắm chị ạ. Em làm việc với anh Hải trong bao lâu rồi? Dạ thì em may mắn được làm việc với anh Hải 2 bộ phim ạ. Bộ phim đầu tiên là bộ phim Lật Mặt 4 và sắp tới thì sẽ là bộ phim Lật Mặt 5 ạ. Bộ phim tới với em cũng nói chung là cũng tình cờ lắm. Thì em thì trước giờ thì em đã coi nhưng em rất là thích. Và ngày xưa ngồi trong rạp coi thì cũng kiểu mình ước là ví dụ như giá như mình được đóng chẳng hạn. Thì cái điều ước đó thì nó rất là may mắn lại thành hiện thực khi mà anh Hải gọi cho em. Này sướng nữa mọi người ạ. Nhưng mà hơi hồi hộp bởi vì là qua nhà anh Hải, nhà anh ấy to lắm. Mà tính em thì lại hơi run, không phải. Tính em hơi run mà gõ cửa em ngại, em đứng trước cái chuông cửa một lúc lâu lâu rồi bắt đầu em mới dám vào nhà. Và bình thường em trên sân khấu nói nhiều lắm, nhưng ở ngoài thì em cũng ít nói. Mà gặp anh Hải thì cũng ít nói ngang em luôn. Sau ngày hôm nay cái tình cảm như vậy, mọi người yêu cầu như thế, em hỏi anh là bây giờ cảm xúc anh sao? Lâu lắm rồi mình mới có được cái cảm xúc mà mình mất lâu rồi, mấy năm trời rồi. Bước ra sân khấu được quý vị vỗ tay, thấy được cái cảm xúc, cái ánh mắt của mọi người chăm chú khi mà mình diễn tả một ca khúc á, thì mình nhớ lại hồi xưa, ký ức nó ùa về, nó khủng khiếp mà mình không thể nào mình tả được. Và không lẽ hát lại hả? Anh đừng hỏi như thế nữa. Khán giả mấy người rồi và đến Khoa cũng vừa nói câu trả lời cho bọn em rồi. Bây giờ thì anh ấy bận làm phim nhưng mà không phải là hát nhiều. Lâu lâu anh đi hát một bữa để cho quý vị khán giả được coi anh. Hoặc là như này anh, nếu mà mình cảm giác mình đi hát lại bây giờ bài vở các thứ mình cảm thấy nó hơi mệt mỏi thì bây giờ hay là phần tới anh hát nhạc phim của chính anh đi. Trước mắt tạm tạm với đi đúng không quý vị?
Lật Mặt Thành Long sắp tới này, Lý Hải sẽ cho ra một ca khúc mới. Và ca khúc này chắc có lẽ là rất là lạ. Kỳ này mình không hát mà mình đọc rap. Chỗ rap năm nay là trend nha quý vị, rap đang là trend. Bây giờ cho em hỏi nhá, nếu như bọn em muốn nghe trước bài đấy có được không ạ? Ok. Thật ra là ca khúc này mình định là để dành khi nào mà ra mắt cái bộ phim Lật Mặt Phần 5 48 giờ, lúc đó thì mình mới tính. Nhưng mà nếu mà như thế này thôi, mình thì thể hiện trước đi ha. Em nghĩ là thể hiện trước thì mọi người mới đón xem phần tiếp theo chứ. Dạ ok, vậy thì xin mời. Về đây sông nước tôm cá ô thích liền ngay. Nhưng cha đã nói rất lành chim đậu cò bay thẳng cánh. Và muốn rời xa nơi đây thì vui năm nữa và cũng chắn lành. Chỉ con người miền Tây thật thà và trái phương phát lắm ta ơi. Đâu đâu thì cũng là nhà thôi, về Mỹ Tho mà ta chơi. Đãi ban ăn đặc sản của miền sông nước ở quê tôi. Nhìn thấy con đun dừa bạn cũng phải hết câu nghe thôi. Đã nói con gái miền Tây thì bạn ơi khổ phải sửa. Về Bến Tre mà xem nụ cười thôi là ngã ngửa. Có giống như là cô Thắm con bác Thắm ở đầu làng. Thôi về bán qua một bên, muốn nên duy không chỉ là chầu mang đâu. Nhưng mà xin hứa cha miền Tây là một già. Có rước đất ông nào về thì chợ ơi ta nói nó đã. Con gái miền Tây dễ thương dễ chịu, cái tính không ba qua. Xuống Kiên Giang một lần coi chừng thuốc ế luôn đó nha mấy ca. Anh ơi bấy về này, miền Tây anh sẽ tiếp ngay. Đây đâu cũng như nhà, về chơi cả mấy bài hát xưa. Nếu say con người đưa về. Tên cổ đang huyên cá linh mà nấu canh chua thêm bông điên điển bạn cũng trao nghiêng. Và nếu muốn thấy sổ ghe tấp nập chợ nổi cái răng thổn thức bao đêm. Xe lôi họ dùng kéo đồ như là người sắt đi hết ba miền. Được cái tình làng nghĩa xóm trăng lên tối lửa tắt đèn có nhau. Còn mà muốn nhậu thì ra ngoài đồng mồi một đống có gì khó đâu. Hay để alo thêm thằng cú đen nhà nó sát thêm con chú 8 thêm chú 7 cô 6 thằng 2 thì ngày hôm nay mình chơi xả láng. Ở sau rặng dừa là những nhà sàn đang lợp bóng. Và câu à ơi được vang lên ở bên sông, bên hông nhà nội tôi và bà tôi đang gói bánh. Yeah. Về cái xứ miệt vườn ta nói nó đẹp y như tranh vẽ. Cánh đồng phía tôi phải gọi là bao la. Những con người cày bừa, những con người thật cao cả. Bán mặt cho đất và bán lưng luôn cho trời. Để có hạt gạo thơm ngon và sung túc thêm cho đời. Nói ta nói vậy thôi nhưng mà muốn về thì về liền thôi. Dù Nam Trung hay Bắc ở xa thì vẫn là một nếu về quê ta. Dù túi tiền có rỗng hay phận đời lục bình trôi. Thì về miền Tây một lần cho bạn nghe câu dân ca. Anh ơi hãy về lại miền Tây anh sẽ tiếp ngay. Đây đâu cũng như nhà, về chơi cả mấy bài hát xưa. Nếu say con người đưa về. Phần trình diễn thật độc đáo. Nhà nhà ra khoa. Em xin cảm ơn anh Lý Hải. Khoa khoa em nhà ra nhà đây, em nhà ơi, ra. Nữa đi em ơi. Cứng giật bé cứng rồi. Bây giờ mới hiểu cái cảm giác được làm ca sĩ đứng trên sân khấu chị ạ. Ôi dồi nó đã lắm ạ. Cảm ơn Mão Văn Khoa. Và chúng ta cũng không quên cảm ơn Cao Phương Thúy. Dạ anh Hải ơi, đến giờ phút này anh vừa mới cho cả sân khấu ngập tràn gọi là sự sôi động rồi. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào? Rất là hạnh phúc khi mà mọi người đón nhận một ca khúc mới nằm trong cái bộ phim Lật Mặt Phần 5 của mình, đó là 48 giờ. Nó sẽ phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Hy vọng rằng
ca khúc này cũng sẽ hit hả? hit. Và từ đầu chương trình đến giờ thì em nghĩ là anh đã được sống lại trong những không gian, những cảm xúc của âm nhạc cùng với khán giả. Lúc này anh có muốn nói điều gì với họ không? Có một lời hứa nào đó không? Lý Hải đã cho phối mới một số ca khúc, đại loại là những ca khúc mà khán giả nằm lòng của Lý Hải, để có thể sắp tới Lý Hải cũng sẽ ra mắt một cái album mà chắc có lẽ là nhạc CD trước thôi, để cho tất cả những người mà hâm mộ Lý Hải sẽ được thưởng thức những ca khúc ở trong album này. Yeah. Xin chúc album của anh, bộ phim của anh cùng tất cả các bạn ở đây sẽ thành công, và chắc chắn là tất cả chúng tôi sẽ đón nhận và sẽ cố gắng là càng nhanh càng tốt để được đón xem ở bộ phim này. Xin thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để cảm ơn ca sĩ Lý Hải đã đến với chương trình này. Trong phần biểu diễn cuối cùng, chúng ta không quên cảm ơn Mạc Văn Khoa và Cao Phương Thúy. Em xin cảm ơn. Chúng ta cũng sẽ cảm ơn một lần nữa thật nồng nhiệt đến ban nhạc của chương trình, ban nhạc Hoài Sa. Và hơn ai hết, chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các khán giả của chương trình Bài Hát Đầu Tiên. Bọn em có một món quà của chương trình Bài Hát Đầu Tiên rất muốn tặng anh. Thưa quý vị, và các khúc rap miền Tây cũng đã khép lại một đêm vô cùng bùng nổ của chương trình Bài Hát Đầu Tiên. Nam ca sĩ Lý Hải, Hương Giang xin được mời quý vị, chúng ta sẽ đón xem các số tiếp theo vào lúc 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Trong từng hơi thở tâm hồn, dù lòng ai chẳng muốn rời, gieo tâm tư lời tôi hát đắm say, đẹp hồn tôi tâm sáng rọi.